Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh học tôm màu của mình. Hôm nay mình sẽ tiếp tục kỹ năng dán cho bạn tôm màu bức tranh người làm nghề một nữ doanh nhân mặc áo crop top chân váy và móng chân trào bên ngoài nha. Đầu tiên mình sẽ tô mái tóc màu đen. Trên hai tay mình sẽ tô màu vàng. Trên áo bên trong mình sẽ tô màu đen sẫm. Trên lòng bàn chân váy màu đen. Chiếc áo choàng hôm nay mình sẽ tô màu đen.
bạn ơi, vậy là mình đã tô hoàn thiện xong bức tranh hình một nữ doanh nhân trông rất chi là cool ngầu, đó là mặc chiếc áo choàng bên ngoài màu cam và bên trong áo màu be sẽ kết hợp với chân váy màu đen. Các bạn có thể tham khảo tông màu hôm nay mình tô màu cho cô gái. Còn video của mình đến đây là hết rồi, cảm ơn các bạn đã xem và lắng